Robot hút bụi, chào các bạn, đây là robot hút bụi DE53. Sản phẩm hiện tại mình đang sale còn 3,6 triệu đồng, bảo hành 6 tháng. Trong máy bao gồm hướng dẫn và máy. Đây, máy mới vẫn còn đai bảo vệ và chổi để nắp. Đây, máy đây. Sản phẩm dùng rất sạch, rất văn minh. Đây là chổi để nắp. Khi bạn sử dụng thì bạn nắp chổi vào robot hút bụi. Và đế lau, bạn có thể sử dụng lau luôn hoặc là chỉ dùng ở chế độ hút đơn giản, bao gồm sạc vẫn mới. Đó, sản phẩm chạy hoạt động không rơi vỡ. Đây, máy sẽ chạy và không có cảm biến chống rơi nên hoàn toàn không sợ rơi vỡ. Đây, trong trường hợp mà các bạn không muốn lau thì các bạn tháo phần đế này ra. Đây, các bạn trẻ thì rất thích nghịch các cái đồ này. Là con. Ngày hút rất mạnh, nhưng gió thổi rất khỏe đây. Nào, tiếp. Bạn tin nhà tôi rất thích nghịch cái bạn này, nhưng mà nhiều lúc bạn rất là tướng. Đi ra ngoài. Nào. Trong này có hộp giá rất là tiện dụng. Đấy, khi nào các bạn sử dụng thì các bạn tháo ra để đổ rác và nắp lại sử dụng bình thường. Đấy. Còn đây là máy mẫu nhà mình đang sử dụng. Đây là máy mới nguyên hộp. Robot có hệ thống laser để phát hiện vật cản và xây dựng bản đồ nhà. Bạn có thể điều khiển qua điện thoại di động rất là tiện. Khi bạn muốn lau thì bạn lắp cái đế này vào, nó lau luôn ướt cho bạn, không thì bạn chỉ dùng chế độ hút khô thôi cũng được. Lau nhé. Đây, cái máy này thì mình đổ rác rồi, thì tí cái máy kia dọn xong thì mình sẽ bỏ rác ra cho các bạn xem. Đây, các linh kiện vẫn còn mới nguyên này.